Bác nhìn thấy gia đình bông sữa chưa? Bông, bé bông và bé sữa. Bông béo và sữa rồi bộ đấy, sữa đang tìm mọi cách để ra khỏi chuồng. Các bác thấy bộ sữa đanh đá chưa? Bông đã là gì nhờ? Bông chỉ ngồi gầm gừ ở trong đấy thôi, còn sữa nó còn phải hành động cơ. Sữa còn hành động cơ. Ôi đạp đạp, ôi ôi phá chuồng. Phá chuồng xong rồi. Xong rồi cậy cắn cả chuồng luôn. Ôi lấy mồm để cần cắn chuồng. Ôi lấy răng để cắn á. Thua rồi đó. Thua sữa rồi. Ôi này sữa này. Sữa ghê ông gớm không này. Ôi trời ơi. Bông nhìn thấy sữa khực sợ chưa? Thấy chưa, sữa đầu gấu chưa? Trời ơi. Này này. Thợ với nó đấy. Này sao lại có thể lấy cả miệng để cắn cái sắt này này. Kinh không? Sữa. Xong rồi hết cắn không được thì bắt đầu đạp. Đạp cửa. Đấy, các bác thấy chưa? Các bác thấy gia đình nhà bông sữa chưa ạ? Nhà cháu có hai công chúa bông và công chúa sữa. Đều coi như là màu trắng như bông luôn. Hai chị em cháu ấy, hai công chúa đấy ạ. Đấy các bác nhìn thấy chưa? À, bông đã là gì với sữa? Đấy, độ ghê gớm thì phải sữa phải hơn nhiều. Trời ơi, sợ chưa? Lấy mồm để cắn cả cái cửa ra. Thua sữa rồi. Khủng khiếp quá, bông nhìn thấy mà choáng nhá. Đấy. Bông thấy chị sữa nhà ta ghê gớm không? Trời ơi, nó phá chuồng ra này này. Sữa ơi. Sữa ơi, ai dạy sữa cái bài này đấy hả sữa? Kinh chưa? Vừa lấy nó còn tự mở cửa ra được mà. Đừng đùa với nó tìm mọi cách để nó mở ra đó. Đây các bác thấy chưa? Đại gia đình nhà bông sữa cũng có những lúc là gọi là một cuộc chiến đây. Đấy. Nhốt nó vào với nhau nó không chịu. Bông. Bông thấy chưa? Bông thấy chị sữa đã khủng khiếp chưa? Bông sợ rồi nhá. Đừng có mà đùa với chị sữa nha. Rồi, như là một bản nhạc luôn. Nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn thấy nó thế nào? Đấy, các bác, các cô, các chú nhìn thấy nó khủng khiếp chưa? Bông chỉ có ngồi gừ gừ thôi, còn sữa nó mới chiến đấu kinh khủng chưa? Nó lấy răng nó còn cắn cả cái lan này. Cắn cả lan chuồng thì sợ thật đấy chứ. Này gấu quá. Khủng khiếp quá. Sữa ơi sữa. Sữa thế này là không được rồi. Thế này mà sữa làm một buổi xả cả một ngày thì chắc là phá tan cái chuồng này ra mất. Đấy chị. Em bông nhìn thấy chị sữa chưa? Đấy chưa. Nhìn thấy khủng khiếp chưa? Hai chị em đều là công chúa mà gớm ghê gớm. Ghê gớm như nhau chứ không phải không kém nhau đâu. Đấy, bông thì gừ dọa sữa. Sữa thì coi như là cắn chuồng để ra, thấy chưa? Đừng đùa với nó. Nó đắp sắp cậy được ra rồi đây này. Không đùa được với nó đâu. Bé bông ngồi đấy mà nhìn chị sữa nha. Đấy thấy chưa? Nhìn thấy chị sữa chị còn hành động cơ. Ghê, làm sao bằng ghê bằng chị sữa được. Bông chỉ có ghê gừ 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 rồi gừ rồi khè rồi dọa. Bông sữa nó còn chiến đấu thế này. Kinh khủng. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy. Sữa nó là dân chơi mà, dân chơi không sợ mưa rơi, suốt ngày đi chơi. Bây giờ nhốt vào cái là nó không đồng ý. Phản ứng ngay. Đấy. Sữa ơi. Sữa, hôm nay là mẹ chứng kiến trực tiếp, mẹ nhìn thấy cái hành động này rồi nhá. Mọi lần là chỉ có thấy quay lại một đoạn thôi, nhưng hôm nay thì thấy khủng khiếp quá.